Trong số 28 ca mắc mới, 1 ca được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại thành phố Hồ Chí Minh và 27 ca lây nhiễm trong cộng đồng. Cụ thể, thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận 2 ca bệnh, trong đó một bệnh nhân nam, 47 tuổi, quốc tịch Mỹ, là chuyên gia, bệnh nhân từ Mỹ, quá cảnh Hàn Quốc, sau đó nhập cảnh sân bay Tân Sơn Nhất ngày 28 tháng 1, kết quả xét nghiệm ngày 29 tháng 1 dương tính với SARS-CoV-2. Một ca bệnh nam, 28 tuổi, có địa chỉ thường trú tại tỉnh Hải Dương và có tiền sử tiếp xúc với BN1612 là trường hợp mắc bệnh trước đó tại ổ dịch của thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương. Tại Gia Lai ghi nhận 2 ca bệnh là hai vợ chồng, có địa chỉ thường trú tại thị xã Ayunpa, tỉnh Gia Lai, và có liên quan dịch tễ đến trường hợp mắc trước đó là BN1612 là trường hợp mắc bệnh trước đó tại ổ dịch của thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương. Hà Nội ghi nhận 2 ca bệnh, trong đó một bệnh nhân nam, 40 tuổi, có địa chỉ thường trú tại quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, có tiền sử tiếp xúc với BN1584 và một bệnh nhân nam, 34 tuổi, có địa chỉ thường trú tại quận Đông Anh, Hà Nội, có tiền sử tiếp xúc với BN1694. Quảng Ninh ghi nhận 4 ca bệnh ngày là các trường hợp có tiếp xúc với bệnh nhân trước đó tại ổ dịch của thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương. Hải Dương ghi nhận 18 ca bệnh mắc mới, thông tin dịch tễ đang được điều tra bổ sung. Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19, hiện Việt Nam chữa khỏi 1.456 phần 1.767 bệnh nhân. Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe, cách ly ở nước ta là 21.857, trong đó 149 người cách ly tập trung tại bệnh viện, 19.995 người cách ly tập trung tại cơ sở khác và 1.713 người cách ly tại nhà, nơi lưu trú. Số ca tử vong đến nay là 35, gồm 31 người tại Đà Nẵng, 3 người ở Quảng Nam và 1 người ở Quảng Trị. Phần lớn trong số họ là người cao tuổi, có bệnh lý nặng như suy thận mạn giai đoạn cuối, ung thư máu giai đoạn cuối không đáp ứng hóa chất, hội chứng mạch vành, suy hô hấp cấp, thoái hóa đa khớp, tăng huyết áp, suy thượng thận mạn, tiểu đường type 2, nhiễm trùng huyết, viêm phổi, suy kiệt, suy đa tạng,